Cuộc thi Miss Việt Nam Kyushu 2022 được tổ chức bởi Hội Người Việt Nam tại Fukuoka đã chính thức được khởi động. Với giá trị nâng tầm nhan sắc Việt, đây là cuộc giao lưu sắc đẹp trí tuệ giữa các thí sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại khu vực Kyushu, Nhật Bản. Bằng cá tính mạnh mẽ, sự bản lĩnh, tất cả sẽ được hội tụ với 15 gương mặt sáng giá tại vòng chung kết. Hứa hẹn sẽ là buổi trình diễn đầy ấn tượng và cực kỳ bùng nổ tại lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka năm 2022. Ai sẽ là người có thể chạm tới chiếc vương miện Miss Việt Nam Kyushu 2022? Các bạn hãy theo dõi và đón xem.